Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 550 cái token BBDAO. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Thì cái dự án này nó sẽ dành cho 1.000 người ngẫu nhiên giành chiến thắng nhé. Và top 50 người đứng đầu sẽ nhận được 7.200 cái đồng token BBDAO. Rồi, mọi người sẽ bấm chọn Start để bắt đầu. Sau đó thì sẽ thực hiện các nhiệm vụ. Đầu tiên là follow Twitter và retweet lại cái bài đăng. Chọn theo dõi. Tiếp theo thì mọi người sẽ chọn like và retweet. Rồi sau đó quay trở lại bot. Tiếp tục join vào Discord. Rồi chọn chấp nhận lời mời này. Ok, ở đây thì mọi người sẽ quay trở lại này. Và tiếp theo mọi người sẽ join vào cái kênh liên kết nhé. Chọn theo dõi này và quay trở lại này. Sau đó thì sẽ retweet lại cái bài đăng của nó. Rồi ở đây thì mọi người sẽ kéo lên, bấm chọn like này. Và bấm vào đây để chọn trích dẫn tweet. Thì trích dẫn tweet thì mọi người sẽ tag cái tên của nó vào nhé. Ok, chọn tweet lại. Rồi, sau đó sẽ quay trở lại này. Tiếp tục join vào kênh liên kết này và join vào kênh YouTube của cái kênh liên kết nhé. Rồi, mọi người sẽ lần lượt làm cái nhiệm vụ join này. Sau đó vào YouTube và đăng ký cái kênh của nó nhé. Rồi, mọi người chọn đăng ký và nhớ bật quả chuông lên này. Tiếp tục quay trở lại bot. Sau đó thì sẽ join vào nhóm channel này. Rồi, chọn join này. Quay trở lại, join vào group này. Ok, kiểm tra lại xem nhóm trên join chưa. Rồi, mọi người quay trở lại và bấm chậm check cho mình nhé. Rồi, tiếp theo chọn join airdrop. Và sau đó thì chọn submit này. Tiếp tục chọn don này. Và sau đó thì nhập profiling của Twitter nhé. Copy cái dòng này. Rồi dán vào đây. Rồi mọi người sẽ nhập username của mình vào. Rồi tiếp tục là nhập username của Discord. Thì username của Discord thì mọi người có thể quay trở lại Discord này, kéo màn hình sang bên phải cho mình. Và mọi người sẽ bấm xuống đây nhé. Đó, thì để lấy cái username của Discord. Đây, ở đây thì mọi người này. Đó, chính là cái username của Discord. Rồi. Chắc là nhầm rồi. Mọi người nhớ là phải có dấu thăng nhé. Rồi ok. Sau đó thì sẽ nhập địa chỉ ví BSC. Rồi địa chỉ ví mà mọi người sẽ lấy ở trên chết wallet hoặc MetaMask. Ok, bấm nhận này và sau đó sao chép địa chỉ ví. Rồi quay trở lại mọi người sẽ dán địa chỉ ví này. Chờ chút bot hơi chậm. Rồi tiếp theo chọn don này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập cái đường link retweet ở trong cái kênh liên kết nhé. Mọi người quay trở vào Twitter này. Đây là chính là cái bài đăng trong kênh liên kết đây nhé. Thì mọi người sẽ chọn chia sẻ này. Sau đó chọn sao chép. Và quay trở lại. Dán đường link vào. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm vào đây để xem cái video gần nhất của nó nhé. Like và share cái video. Rồi mọi người sẽ chọn like cho mình. Sau đó thì sẽ quay trở lại trang chính của YouTube này. Thì mọi người sẽ bấm vào ảnh đại diện này cho mình. Và chọn vào mục kênh nhé. Rồi ở đây thì mọi người sẽ sao chép cái đường dẫn đến kênh YouTube. Rồi chọn sao chép này. Và quay trở lại bot. Dán nó vào.
Rồi, sau đó chọn Parent này. Mọi người có thể join vào một trong hai nhóm này nhé. Hoặc là có thể join luôn cả hai cũng được, không sao cả. Hai nhóm đều đầy rồi. Rồi, ok. Chọn Parent này. Rồi, chọn Withdraw để xem. Thì cái dự án này nó sẽ phân phối, bắt đầu phân phối vào 12 tháng riêng nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.